2 2 1 chẳng sợ rộp xì cái đầy máu clear nâng đôi mình trả lưu nâng tế và mình trả lưu nâng tế chẳng fresh pattern fresh pattern clear cùng rú đó cứ clear để cái ao mà nâng chẳng nè vì dìa có cứ cái chăm clear và mà nâng lộng bạc nó lục rú trả nó chăm mạch on bởi dương priệp thiệp nâng nẹ lụa tùm ninh nông háng dương mơ rộp rồi mốc có trăm bán hay dương riêng về dương có và màn mục chẳng mình trăm mình bán chụp hiệp xua là cựu nè cựu bông tên mình đã sạc xa vì sao khlê tương ọ chị bà xe chùm đi anh gà mơ chị tì cựu bọc an chụp ní chị thầm mây nọc nông nế tì sạc xa vì dương có tàm phê cho đọc bọc rộng hôn EFK Academy mình dáng nập bên ít môn nâng bình to cá sạc xa chùm nội vì dìa có đại khi nhóm đọa sông bằng riêng bình to nộp nông sĩ phơ Grammar Master 2 xôm chùm riêng có đôi chì chù nằm nâng đò bằng phổ ốn đại mì bằng nòn trong sạc xa chùm riêng vì dìa có tàm online rồi có sạc xa chìa video với ban chỉ điệp tha EFK Academy nâng bác nâu vẹt thăm mấy cứ vẹt Grammar Master tiền buôn Master à, thà chỉ đo chùm non bà mùi bà chẳng cứ chùm non bà mùi nâng cho riêng đầu tháng ngày tìm mùi khai thân ưu kháng mục nì xâm rạp bọn bộ này sạc xa nâu vẹt Grammar Master chùm non bà mùi nì phải chiêng chùm non môn môn nội trọng tha khăn ông vẹn sạc xa ní dương miền tàng xỉu phấu miền tàng video sạc xa xâm rạp Grammar Master 2 nâu kháng cao ích nông khăn nhóm ní Grammar Master 2 ní chia xỉu phấu Grammar cùng rạch mặt chùm làng tứ đón cùng rạch cấp bùa xâm rạp bọn bộ này phát đàm đậm bốn rồi bị che sạp trên trên này hỏi ai sạc sạp bà đôi dân sạc sạp bị noun sạc sạp bị pronoun adjective dân hào ta thân nạn này bịa tiếng phẩm bày nâng nâu khăn ông dịp hơi Grammar Master 2 này dịp hơi Grammar Master 2 này chỉ dịp hơi Grammar bị xe đôi xa chỉ dịp hơi đầy miên cùng rạc rác hỏi đồng lại dịp hơi này mà pay đô la cứ phẩm bày mớn ở vậy đây xong khăn mên tên nó cứ video đại dương phần lật trên bì xì phần nít miên đòi từ chiêng bì rồi video bì rồi sai sắp bằng bì video hay bì rồi sai sắp bằng bì video nít cứ bộp xong cho mùi nâng xì phần để miên đầm lại mà pay đô la phóng vẽ sắc xa khăn nông mùi chọc vẽ hay video nơi ta chỉ cầm sức ở bỏ bòn và ôn thế cứ đầm lại tại học sắp đô la bên nọ chỉ vẽ bị xét biên tàng video nâng sĩ phở được chứ này khi nhóm còn tay chùm riêng chùn bộ đồng biên khá khá ông bị vẽ thầm mấy Grammar Master chùm non bằng muối hay bóng ôn trong riêng Master 1 có ban đồng lại khó khăn nè và Master 1 tàng sĩ phở tàng video Master 2 ní có bán Master 3 và Master 4 bọn ôn trong vô chia cảnh nhọc chia cảnh chọc bọn ôn ai cho chúng chia cảnh chọc riêng tặng buôn Master nâng có bán rất tay bị xe chứng bọn ôn trời ca tệ tôn cho chúng chỗ sạc xá tệ tôn mà EFK Academy chẳng nát bạn chẳng chia bình to tới dương sạc xá nơi mê riêng bình to đại khi nhóm bạn chụp cho mùi bọn ôn bí lực mà hỏi mê riêng nụ khăn ông sĩ phơ Grammar Master 2 ní miên sĩ phơ Grammar Master 2 sắp bọn ôn bác tụp bò bí rôi 2.5 mê riêng chữ rằng có đôi chìa đọc sài nơi xung núa đã xa xa nụ xa xua chỉ tu tớ ông bí xung núa mùi thà lục rù ta chữ rắn nâng present participle khó khăn nhé đôi mà đạch xem luôn ní mình ai chơi mùi mặt bị mặt rồi còn mùi video bản tê xem luôn ní từ cả sắc xa lùm ắt ông pi cả prapra đợi chờ rắn hay nâng cả prapra present participle
Vì bố thả verb ing nâng vì miền chung mô viết bí, vì miền chung mô viết chờ rắn phong, vì miền chung mô viết present participle phong. Trong trịp cho bác nó khăn ông xịp thơ grammar master thú ní, chờ rắn miền ca pra chiêng đọc chùm nói, chùm này present participle miền ca pra chùm nuôn đòi tới chiêng mà phay chùm nói chạy nọ. Thì chúng ta xâm rạp bóng ô đại trời ca sẵn rào cứ ọ chìa bánh hà. Chẳng nợ khăn ông phía tị bấy và episode 3 tháng ngày này dân sắc xa bằng tố ông phía ca pra được chưa rắn. Dân cho tờ ca pra lệch bằng bấy rồi bỏ chưa rắn. Chưa rắn after phrasal verbs. Và các bà chùm nón chương này ca pra chưa rắn nâng miền này thà chưa rắn pra bằng tố phía phrasal verbs. Nhưng mà nếu mình bình tích thì the gerund is also used after nearly all phrasal verbs. Gerund có trở bàn pra phong đá, cầu bí rực bình tốt bí phrasal verbs tớ tưởng ọ. Chẳng biết bà chạy cái tế đã hào thả phrasal verb nâng cứ kia đạc hàng này. A number of verbs plus preposition or adverb combinations, phrasal verbs take the gerund. Chẳng biết ta phrasal verb bởi dương prai tam phiên dân nẹ tam bìa vì nâng mà này thà kê rì gia sạp chì clear. Kê rì gia sạp chì clear cứ kê sầm đào chung bố kê rì gia sạp đại bốc chung mùi nâng thân nét rì gọi adverb xóm chối khía. Hãy vì mình này bỏ việp xem xem mình này play bị bạc bỏ prai. Chỉ tu tới cái hào thả idiom từ tiệt và phụ phrasal verb nâng cái hào vì idiom của bạn này idiom mình này ta chỉ xùm nuôn vô há chỉ clear để mình này khóc bị thò mà đà chẳng sợ rộp máu ta nẹ riêng về dưới có cái nà cái dưới phrasal verb cái trâu đăng thả verb nâng vì mình preposition rưu có vì mình adverb nâng bị cáo hay ạ tình ấy dương mình ai bảo mạt bản thế trở bà mơ ở chỗ bà bị ạ tình này rồi bảo vì phrasal verb nâng combination cứ chìa cạp xóm cúng rồi viên verb hay nâng preposition rưu adverb phrasal verb bà chạy chìa pi đáy vì mình phrasal verb khá chìa thi vi phrasal verb khá chìa ai vi mình này ta chìa sạc cam kê rìa có miễn ạ cam kê rìa có miễn khăn tin ní bà phết phrasal verb đà tu chìa thi vi và chìa transceiver. នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ present participle មិនមានការប្រើប្រាស់ present participle ណាដែល អាចថាច្រឡំនឹងការប្រើប្រាស់ជារ៉ានចំណុចនេះទេ The most common of these are មានន័យថាប្រភេទ phrasal verb ដែលសាមញ្ញបំផុតដែលក្នុងមេរៀននេះ បង្ហាញជូនមានដូចជា be for chẳng be nó dân vô tới bồng bài tới prao cho mùi for dân bài ta control be for doing something chẳng doing something nó chỉ chờ rằng hơi và be against bật chăng rồi chùm to chẳng be against doing something chùm to nâng cà phơ vậy mùi rồi có ông pơ vậy mùi và give up dân bài ta bỏ bóng chẳng give up ní vì chìa bà phê phrasal verb bây giờ pra noun của bạn bật tay bây giờ pra kiriyasap nó trở chưa rằng bỏ bong lẹ bong leave off bằng bốn khởi thế mà leave và ta chạy tránh bột cho mùi nâng off và ta chụp tụi mình bật phết verb bạc nâng cả hào thà phrasal verb hay an trang chạy trang và bật xin dự dưng bằng an thế cứ dưng chạy tịch và chụp và leave off nâng chụp. Chẳng bây giờ đã chờ rắn, mình thấy đã kể ra xăm nâu bật tỏa bị phrasal verb tổng hóa nít trở tại tùm ruộng ai anh chí hào thả chờ rắn. Hãy chờ rắn nó chứ một việc verb bỏ nào thôi kể cả nghĩa đôi nào này chẳng. Bà look forward to tình tân ruộng chậm. Phrasal verb vì chạy từ tiết vì mình bập hệ two word verb hay nâng three word verb. Kể ra xăm phrasal verb nâng vì mình phrasal verb đã miễn pi pia hay nâng ai bày pia đôi cả lãnh look forward to ní chia bà phê three word verb hay bà phê three word verb ní inseparable bầm bài ọt bàn thế hay phrasal verb cả lãnh khá ai bầm bài ọt bàn đôi chứ nói dân mình chỉ mà chạp thị xá dân
trở cả sắc xa, trở cả tam đan, trở cả sân kết với bản tràn. Put off, lược bêl, bình dìa bêl, take two, bà ta chô chất tù vinh, mà mỗi đấy. Hay keep on, bà ta bẩn tỏ. Go on, có bà ta bẩn tỏ đấy. Burst out, bà ta tu, xùm nào chân tờ. Xùm rap phrase solver, để bọn ôn trở cả sẵn chiếu, ai xoay nhờ rộp nụ khăn ông xì phâu phrase solver bản. Hay phrase solver đài khănong si phâu grammar master nâng cư nụ khănong si phâu grammar master 4 bằng bồn si phâu grammar master 4 nhì grau bì verb pattern grau bì structure hay miền phrase solver miền idiom chùn tiền chẳng đầm bay sao chìa rô phrase solver sạc xá cư nụ khănong master 4 khănong tí nít dương kron tệ đạ chùn phrase solver khla và đầm bay bàn chìa goals mà rạp dương ủ tì hò. Chúng rupo mon phrase solver plus cheran rư cheran fresh. Chúng cheran rư cheran fresh. No pe da jeung rian cheran ka prae prah cheran hai, jeung to rian ka prae prah present participle hai, pe nung jeung aich dos srai ban no trong tha ta no khnong labah na no khnong prayok na che cheran no khnong labah na no khnong prayok na che present participle. Thế này hãy dừng mình nghe lời bàn chạy ở đặt bàn tê lưu tra tới dừng khơi sân thân. Dừng mấy examples. Nếu không xếp hơi có miễn bỏ bài chun bóng ôn để trở cả sức xa được luôn anh. Ốp bật xạ mũi cứ cả bỏ bài vì dìa có đó bà. You must keep on trying. Lúc trở tại phía dìm bần tỏ tiệt. Chẳng mình đây ta bần tỏ phía dìm. Dừng bài với trụ sạch đáp ta trở phía dìm bằng tỏ tiệt. Bây giờ vì phía grammar cứ nông sân thân ní dũ chia personal pronoun subject must chia prepared auxiliary verb và modal auxiliary verb và dừng hào special verb có bán hay keep on và dừng gì keep on lại ní cứ chia prepared infinitive và infinitive without to. Hãy keep on đã tui chỉ phrase solver hay chỉ TV trying chia chờ rắn ở miền phrase tế bà chờ rắn rư vô bỏ nón object chờ bỏ keep on đâm bay chai vì phía grammar group phía group clear nị bán bóng ôn trời cho lòng cắt grammar master 2 nị đánh khán hay lương bị grammar master 2 tớ dừng trời sạc xa bị phrase sentence clause chỉ đám được nông master 3. Bây giờ bấm bài cực tại là bác cứ mình chọc thì mà cho nên dừng phía dìm bị nịt mở khá hay khi nhóm vị phía chún khá. She burst out crying loudly. Burst này verb tì mùi verb tì bị đôi khăn nè. Đôi cho nên khi nóng tì nế burst chìa verb thu chìa past verb. Đôi cho nên dừng ọt miền ai tì mà rứ có ọt miền ed đài proof vị chìa bởi phết irregular verb. Burst out này bởi dân dìm bị dùng bến sài trở hồi dùng bởi dân dìm bị xâm náy cứ tu xâm náy nếng bàn tu ca sài trở hồi dùng dân mình chăm bạch bài tu thế cứ tha nếng bàn sài trở hồi dùng khlăng khlăng nhưng á và từ chân này anna phrase solver cứ burst out hay crying cái lại ní vì chìa chớ chưa rằng object là bỏ burst out nè. Hay loudly này chỉ adverb modify or crying. Được chứ này? Crying chỉ noun phong chỉ verb phong. Chỉ noun nó trong thao vì object là bỏ phrasal verb. Chỉ verb nó trong thao vì từ tu vô bị bỏng bình chạy này. Chứ adverb. Don't keep on saying that. Don't keep on saying that. Công này dạy được chứ nó tiệt. Mình này thay chốc bằng to bố được chứ nó tiệt. Vì sao khả mai dân thà công thì dễ đối cho nó tiết. Và chân phrase solver nó trong keep on. Và saying chia bà phê chớ. Chớ rắn hay chớ rắn vì chia TV có miễn IV có miễn chia linking verb có miễn. Khả nông tin ý. Đại sao vì miễn object bảo vía chia demonstrative pronoun mùi tiết. Và demonstrative pronoun object bảo saying. Chân chắc bì saying that tớ dân hào ta chớ rắn phrase. Hay chớ rắn phrase ai khai chia noun phrase object bảo phrase solver. Là bạn ấy imperative bà. He wants to give up smoking. Chứng dân bắt đầu từ lời phrase solver cứ
give up chẳng give up doing something chẳng à doing something lại ní mình bên chỉ present PP thế mình chỉ present participle thế chỉ chờ rán chẳng smoking đã tua chỉ chờ rán object bỏ fresh or verb dân thà object bỏ up có bán ấy bên tay cả lại ní cứ dân object bỏ give up nâng tay mặt đòn pro fresh or verb à chỉ TV quạt tròn chụp chụp bà rầy và bỏ bóng cả chụp bà rầy. Eventually, the dog left off barking. Hey, ốc bà xạ mùi, xâm rạp nè bỏ prái, cứ bộ bộ phê xoal vợp nì ai. Công bà mát đó bà, công bà mát mơ xra cho bộ phê xoal vợp nì. Cả lại nè, ọt chạp bác trực bác bà chân nà nó chỉ tùm lọp là ọ. Nơi tì bòm phót, chạy nó có chụp rù. Chân, fresh all verb cái lại nè bà, cứ cái lại left off, mà bị leave off. Được chưa nè? Doing something, verb ing chỉ để nơi bắt đầu bị fresh all verb cứ chỉ chờ rằng. Nhĩ chi mua lật than này cả vị phe này cả bỏ sài vệ nhẹ mùi đai. He took two smelling flowers. Vì mà bị take two fresh all verb như thế bà, take two bà ta châu chặt tờ bình, quạt nâng châu chặt hạt cà nè. Chẳng bởi dân tiên tặng ớt chế chờ ràn phế, noun phế, object bỏ take two. Chẳng á, bằng phổ ơn bà. 7. I am for filing a police complaint. Complaint bịa bẩn đăng. Khi nhóm con trâu ở đạp bịa bẩn đăng tờ police tờ. Bởi dân tiên bị filing bà a police complaint ní. Vì chìa bà phê chờ ràn phế, bà noun phế, object bỏ preposition for. Hay bà be for ní, vì chìa phế sau hợp. Và đây dựng ai tiên tới object bỏ tới for bạn. Have you given up fishing for fun? Bạn chẳng give up ní ưu tiêu hòn mùi tiết cứ given up. Đối xa vì chỉ present perfect. Fishing cái lại ní ở trâu cả object tì. Ta lúc chụp stu trai lên hai nữ. Biết thật do something for fun. Mình đây thật phở vầy mối chỉ cả lên. Đối thật learn English for fun. Riêng ông lê lên. Love me for fun. Sẽ lành khi nhóm nâng lên sao thì chẳng á, bị for fun nè. Ok, chẳng bóng bốn trong ưu tư hoa bà mang của bạn đây. I don't care for standing in queues. Chẳng care for bà ta chô chật mà. Khi nhóm mình chô chật chô đồng rong chua tê. Chẳng đủ yên nơi bà tọa bì phrasal verb chỉ chưa rằng. We can't go on waiting for them any longer. Dương mình ai bằng to rung chạm phụ kê tiệt tê. Chẳng phải xâm ra part of speech miền này thà cực bịa cực mắt xót tới miền thả nạ này bịa. Hay thả nạ này bịa khác đôi phụ phrasal verb nó dương tiên tăng go on. Dương hào vì phrasal verb tầm ở đoàn tờ. Chẳng ná bà rưu có dương hào thà go nâng chìa ai vi. On nâng chìa preposition. Waiting nâng chìa chờ rán object preposition. Rưu có dương tiên tăng go on ní. IV plus preposition tới chữ TV bàn đại nữa và hay vị chữ phrasal verb. He put off making a decision until he had more information. Put này có verb TP past verb đại, chẳng hay bạn dùng on time ST. Chẳng put off phrasal verb. Quát bạn đây thà bình dì ở bế nó khăn ông ca thơ sẽ kể đây xâm rách tùm rôm quát tù tù bán nơi bộ đồ miễn bằng thầm. Chẳng là mê khinh nó chỉ chờ rằng hai bà dân tiên đã ngót chờ rằng phê trầm này. Thì nó chỉ khánh chẳng chẳng. Chẳng nét bằng bọn hãy bà xin cho dân bộ prai ọt score part ọt speech cứ mình lọ nâng ai. Chô tơ ca prai lê bằng bốn bằng tọp bì chờ rằng bằng tọp bì phê xô vợp hai hay. Nếu không nông ca pra lệch bằng bây giờ bằng mình nâng. Bọn phá ôn ai xoay anh dôl. Đôi khi nhóm bàn chùm riêng hàng đàm nâng. Cứ xoay anh dôl phrase sol verb ở bàn tràn. À lệch tràn tới dương nâng chuộc. Dương chè phrase sol verb nâng lộ tràn bà. Ca pra lệch bằng 4 miền. Nếu không nông xuyên phá dương sẵn. Cứ chờ rán after certain phrases. Bạn này thà chờ rán ní kê. Đồng râu ở dương chăm thà. Vì pra bật tọp bị clear mùi chùm nuồn. Cảm này có mình cho lòng nâng present participle đài. Present participle có vì miên ca prá. Bình tọa bị kể ra mua chùm nuôn, clear mua chùm nuôn đổi khía. Bình tay mình clear đôi đã chờ rán prá nít tế.
mạch đăng lục rú pro cái nào dân riêng mê riêng tới dân chăm thì nè bây giờ có kê cọ khơi clear nó kê đắng vì pro ấy vì pro thang clear để kê cổng nọt ở dân prà nó mình chỉ tràn bộ màn thế rồi it is good it is no good ba sorry it is no good nó prà thang việc miên bây giờ chẳng đầm bay ở nghề chăm dân trừ chọc cho mùa chơi răn rồi chơi răn fresh tha it is no good doing something vì khi mình bị giàu thế nó không cả thơ vầy mùi xong rạp cao vì phía gái mới dân còn thầy tha à vợp ai anh chi rồi chơi răn nâng mùa vì chơi chơi răn pra bật tọa be clear it is no good dân tha bật nâng thầy be sorry for doing something nên clear nhớ người trâu pra chẳng hay clear khá vì chô nó không cả này chơi ran object preposition chẳng nè bằng ổn clear class vị chỗ nó không phrasal verb ấy chẳng tới được chứ nè tầm nè tầm đầu clear grammar nâng it's no use và tam grammar bộ good bộ use này sao ta chỉ noun thế noun nè để good ta nói chỉ noun hay use cái này nó còn noun này vì khi miên bị giàu use cái này nó chỉ niệm mà ta bị giàu be ashamed of khmah rư có ảm mah chùm bố hợp vầy mùi khmah miên tọt ở đây và chứng khmah phía xa khmah dân bà beavers miên ẩm lái rư có dân cua beavers doing something hay bê đến dân bầm bài và như chia finite verb á bầm bài ta tam finite verb bia beavers dân dân tâm ưu tì hò be good at bu kai khang và be capable of mean smart và be capable of doing something mean smart phép phở vầy mùi rư ai phở vầy mùi và be bad or poor at sao rư on khang be fun of bình chất chẳng sao doing something ấy và be interested in doing something chạm ở rõm nông ca phở vầy mùi have object to doing something sao thì sách khám ai dân bụi cài phần này kháng thị xa bỏ ra tế mình à chanh xa nì xích nơi bật tế đợt tế tế hay tiền ca bình chanh xùm lên an xo lấy nâng lõ hay ca vô đăng grammar ní cứ khám ai dân mình ổn tế ở vây đây khoác hạt nó cứ khoác hạt khá buồn cho bạp tế cơ lòng máu dân nơi khoác buồn cho bạp nó không ca sạc xa riêng sổ hay trâu ca xoay sạc xa ấy nó dừng mình sâu miên khu buôn cho bạp lọ riêng và bên này chẳng không thang grammar master bạn chỉ khu buôn cho bạp bạn chỉ sọt mùi đó xâm khăn chỉ chùm nuôi đó xâm khăn xâm rạp bọn phổ để sạc xa phần này phía xa bỏ ra tê chạm bì nụ chia lại lãng tớ nụ chia lại lãng tớ sạc xa master 2 ní xóm cô hỏi master 1 bị thân bị vội ấy nâng mà be regret used to xóm nâng be sick of chư đòi xa chẳng biết trâu ca được đồng râu ở dân chăm clear nâng hay dân prao chưa rằng màu there's no point in khuyên đồng lại in doing something be fed up with ai chật nâng be accustomed to xóm nâng chẳng sợ rộp sự đầy máu clear nâng đôi mình tràn lưu nâng ta và mình trả lời nâng thế chẳng fresh pattern fresh pattern clear cũng rú đó cứ clear để cái ao mà nâng chẳng nè vì gì có cứ cái chăm clear và mà nâng ô lục bạn nó lục rú trả nó chăm bạch on bây giờ priệp thiệp nâng nè lụa tùm ninh nông háng dân mơ rọp rồi mốc có chăm bán hay dân riêng vì gì có và mà mục chẳng mình chăm mình bán và chẳng dân chăm bàn ta và kể riêng đọc vật chân nào nó cọm tiết này nế và chẳng fresh or verb xong tố fresh pattern là chờ rắn rồi chờ rắn fresh hay bóng ôn đã chả lạt á và ui ta hoa mùi nó dân vòng bài tới chị đọc bàn từ mập hay xàm sai hà mà rồi tự bàn chả lạt rồi dân đô thì ạ tình đấy đô thì kể đi ra sắp it's no use worrying about it vì khi mình bị giao ấy thế nó không ca bà rõm ổng bì vì nó rất là dân bài cách thả ca bà rõm ổng bì rương nâng vì khi mình bị giao ấy thế mình chẳng bà
chẳng à worrying about it ní chia bậc phê chơi run free hay chơi run free cái này nó cứ dương còn được chạy tha vì chỉ clear để para bật topi it's no use bằng bốn ai bắt đầu clear ní bàn đỏ clear ní tránh đã thả mà giờ vì miền bị giàu ấy thế nó không cả à gì của họ vô dương của họ nó ăn miếng bị giàu ấy thế của họ nữa chẳng it's no use telling lies nhưng ấy và ở bây giờ thì tạm ngày khi nhau mà và it's no use flirting with me or courting me chẳng ấy và ở bây giờ chẳng bao giờ ai bấm bài bàn hay it's no use nếu dân sẽ thân pha của bạn sẽ future của bạn sẽ present perfect của bạn bây giờ sẽ future it will be no use. It will be no use. Bởi dân bẩm bài tới chỉ present perfect. It has been no use. Chẳng ná mà dân ai bẩm bài chỉ mùi nâng mê, chỉ mùi khai nó có bàn đó. Wisdom is worth developing. Clear tại tha be worth. Vẫn còn là niềm tế. Be worth. Be worth doing something. Prai tha cua rư có miên bì dòi. Bạn nhá cua tay chồng rào. Chẳng á, bà bánh nhá cua chùm ra ơn. Bánh nhá đây chùm ra ơn tới vì miền bị cháu. Dân trong bà cát bị dục tha cam bị thi tu rực tuốt ní cua tuốt sả nà, cua mơ. Dân anh dễ tha the TV program is worth watching. Mà hộp ní cua nhằm, cua tổ tu tiên á. The food is worth eating. Chẳng be worth doing something. He is used to driving on the left. Chẳng hạn be used to ní vị chìa clear để đồng rơi ở dân pla. Chưa rằng. Chẳng bật tỏa bị thu đại chìa preposition nâng. Vì cho tam clear be used to nâng. Thu nâng chìa preposition. Đối chân hãy vì kào viết ai pra noun, noun phrase rồi chưa rằng. Doing something nâng anh hạ ta chìa chưa rằng rồi chưa rằng phrase. Quạt xóm nâng bảo kháng truyền đại ta hỏi. Bảo bò kháng truyền đại. Để thả quạt xóm nâng ngơ bì bà lâm, cao bì bà lâm dân đã thả he is used to getting up early. He is capable of leading us. Chẳng hạn be capable of doing something phải thả miền sa mặt tập hiếp rửa ai. Quạt ai chứ rửa miền sa mặt tập hiếp đặc nóm bụi dân bàn. Chẳng hạn hãy dân đô à nè máu thả quạt quạt ai có rửa quạt miền sa mặt tập hiếp cục cồn và tê hệ chẳng dương ai đô tới he is capable of ruling ruling or governing the country. Some food is not worth eating. À ha, khá mình cua bò đi phô tê chẳng dương prai chẳng cua bò đi phô tao vì ọt bị cháu chẳng bì vớ đủ yên xâm xứng dương chong prai tùm ruông negative của ban, positive của ban, xâm nuôi của ban. I'm tired of arguing. Nhóm thôn truân nâng ca chlua bà cái khỉa nà. Chẳng be tired of doing something. Và 7. I'm not keen on gambling. Và keen on nâng bù cái đây. Và nhóm mình bù cái lên là bài anh tì. Chẳng à gambling là anh chứ rằng. I'm ashamed of taking bribes. Nhóm miền cái đầy yên khá mát, khá nông ca tự tu xùm nộ. Chẳng à taking bride ní chờ rắn phrase object cho bó of preposition. Bần ta à chờ rắn ní việc đá tam clear be ashamed of. He is fond of being admired. Chú bố chờ rắn đầy dân bàn riêng khẳng đàm hai vì miền chìa bà phê chờ rắn active hay nâng chờ rắn bài passive. Rư dân hào active chờ rắn, rư passive chờ rắn. Chờ sẵn đánh khá nông cái lại ní cứ being admired. Chia phép passive chưa rằng quạt bình chất nâng kê sợ sợ. Bởi dân trong sợ xe tao chưa ác thiếu thắng quạt bình chất nâng sợ sợ kê ai anh vĩnh. He is fond of admiring people. Chẳng đầm bây trong vị phía ở bàn cho bà lốt trời xa qua thân này bị hay thân này bị nâng mình ai tờ riêng tina krau bì riêng bì mê riêng noun pronoun adjective tê. Hay mê riêng noun pronoun adjective ní sì phâu miên tràn của cô. Bạn ta sì phâu grammar master chì sì phâu grammar unique.
ิเศษนะบางคนกรอนแต่นาวเมรีนาวมวยนั้นหลังเจ็ดห้าสับตัวปอยเนาะจังยังพึ่งสดาเอาให้แบบให้เมรีนสำคัญเป็นเต้นเวิร์บนี่แบบมันอายังท่าดำไล่ศึกษาดำไล่สิเพื่อปนังเวียเชี่ยดำไล่มูทลายเต้บิปรูท่าบางยังจมนายตะเลือดบ่ซ้อมไปเรียเอาไว้เซ็งจูนการปราประหัดบานประมาณพ้องก็โคลวินนี่ออเตอร์จำนายจำนายดิจีจำนายดังนี้กันนายยังวินิโยกยังจำนายเตอร์คือเอาไว้ได้บานมาวิ่งนั่นคือมันอาจกัดทลายบานเต้ You are good at speaking English ลูกปกายนะนี่ยังอ่อนเลยให้ปกายดำสโลไอ้ยังกระโดเจอรันเจอรันเฟรชมาเนาะบางคนจังอุตหอมีนชราเนาะสายแต่บางคนจังอุตหอผมใบมวยบุญดอกมาไพ่เตอร์ I'm not good at cooking at all เนาะยังมันปกายเฟิร์มโฮเต้ He is poor at listening ก่อนซาวคางสดับแต่จีออนอย่างเงี้ย He is fond of listening to sermons ก่อนเป็นจัดหนึ่งสดับทัวติสนาไอ้ตนตมគ្នានឹងសិក្សា grammar ក៏យើងត្រូវសិក្សា vocabulary បណ្ដាផងនៅក្នុងសិភៅ grammar master នេះយើងបង្រៀនមិនមែនតែ grammar ទេយើងបង្រៀន vocabulary ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនរៀន grammar ផងសន្សំ vocabulary ផងសន្សំគំនិតយោបល់ផ្សេងផ្សេងផងពួក ideas ក៏សំខាន់ដែរ It's no good living without virtues ណាវាគ្មានប្រយោជន៍ទេការរស់នៅគ្មានគុណធម៌នោះ virtue ណាគុណធម៌អញ្ចឹងចាប់ពី living without virtue នឹងយើងហៅថាជឿរ៉ាន់ fresh ក៏បានឬក៏យើងហៅថាជឿរ៉ាន់មួយមុខអញ្ចឹងក៏បានអា without virtue ក៏ជា fresh មួយទៀតដែរអូខេ This TV program is worth viewing ណាហើយកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះគួរទស្សនា I'm not interested in trafficking drugs បាទមកបបួលខ្ញុំជួញដូរគ្រឿងញៀនអីខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀននោះបាទ There's no point in learning this lesson There's no point in learning this lesson មេរៀនខ្លះវាអត់មានប្រយោជន៍រៀនបានត្រឹមតែរៀនណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេបាទ I'm not accustomed to eating so muchគេទៅខ្ញុំវាអត់ស្មនឹងញ៉ាំអាហារច្រើនទេបាទឧទាហរណ៍20ជូនបងប្អូនអាចបំបែកក្រៅពីនឹងបាន I'm so sorry for having kept you waiting បាទខ្ញុំសូមទោសចំពោះការទុកឲ្យលោករងចាំជឿរ៉ាន់ក៏វាមានប្រភេទ present ជឿរ៉ាន់ហើយក៏វាមានប្រភេទ perfect ជឿរ៉ាន់ដែរចាកន្លែង having kept កន្លែងនេះជាប្រភេទperfect gerund ហើយ perfect gerund នេះអត្តន័យដូច past បាទ I have no object to hearing your story again ខ្ញុំមិនជំទាស់នឹងការស្ដាប់រឿងរបស់លោកម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងដើម្បីបែងចែកឲ្យវាផ្សេងគ្នារវាង gerund និង present participle តើតើយើងបានរៀនមេរៀន gerund នឹងឯងរៀនសង្ខេបក្តីរៀនពឹសស្ដាក្តីឲ្យឆ្លងកាត់រៀនមេរៀនសិនបានយើងវិភាគបានโอเคថែម2ទៀតចុះ We are looking forward to joining your nuptials nuptials នេះជាពាក្យរៀងចាស់បន្តិចបាទមង្គលការបាទយើងទន្ទឹងកំពុងតែទន្ទឹងតែចូលរួមមង្គលការរបស់លោក I'm perfectly capable of doing it myself thank you និយាយទៅការងារនេះខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយអរគុណណាបាទអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងសិភៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងសិភៅមានបកប្រែជូនហើយឧទាហរណ៍លើសពីនេះទៀតបាទក្នុងទីនេះជូនប៉ុណ្ណឹងចូលការប្រើប្រាស់ជឿរ៉ាន់មួយដែលมันអាចរំលងបានទេហើយជឿរ៉ាន់ការប្រើលេខ10នេះជាការប្រើប្រាស់អាចហៅថា confusing use ការប្រើប្រាស់បែបនិយាយថានាំឲ្យភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ present participle ប៉ុន្តែយើងមាន clue យើងមានកន្លឹះសម្រាប់ផ្ដល់ជូននៅក្នុងការប្រើលេខ10នេះហៅថា gerund in a position to a noun តាមបងប្អូនអាចសិក្សា in a position នេះនៅក្នុងសិភៅ grammar master បានគ្រាន់តែថាវាអត់នៅជុំគ្នាដូច noun in a position មាននៅក្នុង master 2 gerund in a position infinitive in a position មាននៅក្នុង master 2ចំណែក noun phrase in a position noun clause in a position នៅក្នុង master 3
Hình thế bà để cho grammar viên biên tầm nạn tầm đồng khi hai dương ai sẽ rào chỉ điều bàn à, còn ai về chứ ngay ao về đây sầm khăn sầm rạp nạn sạc xa nó cứ bưng tờ lơ rụp bổ môn rụp structure rụp bổ môn sầm rạp chờ ran in a position we copy noun nó trọng thà noun nó cứ copy noun in a position nè bà kê đồng bà rơi ai bà phết noun để nơi bị mục nó chỉ bà phết abstract noun bà niềm ạ rụp bấy niệm áo rụp còn nó không master 2 này đây bà. Abstract noun plus comma sinh nhà khác biệt mẹ rồi chờ rán rồi ai chờ rán fresh in a position rồi dựng đã comma bật mùi tiết bàn plus predicate predicate này chia bòm rạp bật thiên rồi bỏ abstract noun chẳng abstract noun này cứ đa tu chỉ xám chỉ nó không cả bỏ prae chờ rán này prae thà cứ cả procheran đại pra bắt đầu bị áp sát nào ní chia cheran rồi cheran fresh đại phần yul niệm ní pizza mùi tia là khai sẽ cái đây phần yul này nhớ mà à phần yul này phần yul sẽ cái đây ní đôi khi mai dân bạc nông vùng phải chọi chẳng chia cả phần extra information abstract noun đại bình để dùng mới có thà bọn ôn khá lục chọn được chứ abstract noun means a khá ta lục rú means đôi chỉ idea cùng nét một cùng nét dương mơ ạc khơi nhé noun mới bây giờ dương mơ ạc khơi và ambition mà hay chỉ ta effort ca chỉ diêm và thâm ca bổn po ca chỉ diêm habit tùm lọp chỉ đạo ok chứ ở vậy sống khán cứ bỏ prái hay chạm nhóm priệp thiệp chùn. Examples. His attempt raping his stepdaughter was abortive. Bây giờ mình ban cho lòng cắt ca sức xa mê riêng ni tế ca bỏ prai rồi bỏ dưỡng mình đừng chỉ tàu plâu nà tế. Vậy đấy. Ca bòn bòn rồi bỏ quạt. Cứ ca rụng lộp con sợi trong rồi bỏ luôn nụ mình ban xâm rạch tì. Tạm biệt bây giờ này dây thà ca bòn bòn rồi bỏ quạt mình ban xâm rạch tì. Nghĩa bản thân các bạn, ca bòn bòn rồi bỏ quạt mình ban xâm rạch tì. Bản thân mà đang chỉ ca bòn bòn ấy. Chẳng hãy bàn dân trâu bà clear này đầm bây bình dồn tôi lỡ ca bòn bòn nụ. Chẳng à clear đây bình dồn kê nên cái hạ ta in a position. Tại nếu bạn muốn là in a position. Hay in a position lại này cứ chờ rắn nè. Chờ rắn này rồi cứ chờ rắn fresh. Được chứ này dân bỏ bà thà ca bòn bòn rồi bỏ quát cứ ca rùm lốp con sợi trong rồi bỏ lùa nụ. Hay cái đạn nụ ta này mùi mà mình bán xâm rạch tì. Hay bây giờ vì phía tôi là dân đăng tại sao chưa rằng và bây giờ tha present participle dân mình đăng trình lâu nè mình nét và your habit talking a lot when drunk has to be changed tùm lo bảo bảo lộ cứ nì dì trả hình bê sở vận nú trở đồ chênh bây giờ dì tha tùm lo bảo bảo lộ trở đồ chênh vì nơi khăn ông ác cũng bằng mình sẽ bạc thích ích đô tùm lọp sẽ tùm lọp rồi bỏ lốp trời đô chảnh chẳng tùm lọp bỏ lốp cứ nì dê chả ơn bê sở vận à ca nì dê chả ơn tập bài bê sở vận nì anh vì khay sẽ cái đấy chả nhầm tí tùm lọp tùm lọp nì bad habit chẳng ná bọn ơn bà chẳng à do habit nì chỉ bà phê noun phrase đấy bản ta dừng biên abstract noun chứng verb bỏ habit cứ has chứng bằng bốn trong ưu tư hoa bỏ mang các bạn này cái nào dừng dồn á your idea doing the work without thinking thinking but not thinking khó tị bày your idea doing the work without thinking is quite wrong cùng nít rồi bỏ lỗ cứ mà tranh cá của bạn đấy mà cùng nên là bao lố cứ cà phơ kịch cà nghiền nâng đòi cùng chạm bạch kịch cù nút khóc sờ là hơi nhé bây giờ này dây thang cùng nên là bao lố khóc sờ là hơi vì ở chỗ bạc thì chẳng tòa dân bình vô cùng nên ấy cứ cà phơ kịch cà nghiền nâng đòi miền kịch cù nâng anh dân hào thá chưa rắn fresh in a position và hay bong bong phổ class xua tha chứ anh đang bị cắt máu bị mạch anh đang bị admin cắt máu bị mạch thì bạn ở trong present participle bạn vì mình là cái nạn cắt bị clot
và chưa rán ở miền cạnh cạn bị sấy thì còn này lại những vị khai sẽ cái đây bình vô này bình đi này. The king's advice observing the five precepts is wholesome. Wholesome ni chngai ni mới cụ đặt ni ở ban này nè. Avat របស់ព្រះរាជាគឺការរក្សាសីល5នោះពិតជាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអា wholesome នេះគឺជាគុណនាមប្រើបន្ទាប់ពីនេះបងប្អូនណាបើសំខាន់បើយើងនិយាយថាអវាទព្រះរាជាមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងមិនដឹងអវាទអីណាអវាទរបស់ព្រះរាជាគឺការរក្សាសីល5បាទ Number 5 The PM's ambition holding power for lifeHas not been liked. មហិច្ឆតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺការកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតនោះពុំមានអ្នកណាចូលចិត្តឡើយបើយើងនិយាយថាមហិច្ឆតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះពុំមាននរណាចូលចិត្តយើងអត់ដឹងថាមហិច្ឆតាអីគឺការកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រៀបធៀបសូមបាទយើងប្រៀបធៀបគ្នារវាងជារ៉ាន់និង present participle ចំណុចនេះអាចជាចំណុចភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិទ្យាករគេមានចំណុចដែលគេអាចមើលបានយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1និងឧទាហរណ៍ទី2 Your suggestion holding the wedding at a hotel is a good one ចំណុចដែលយើងស្គាល់ថាអានឹងវាជាជារ៉ាន់in a position បាទចំណុចជើរ៉ានឬជើរ៉ាន free in a position នេះយើងកត់សម្គាល់ទៅលើ noun ខាងមុខ verb ing នេះអញ្ចឹងយើងឃើញ suggestion ជាប្រភេទ abstract noun យោបល់របស់លោកគឺការរៀបចំមង្គលការនេះនៅឯសន្តាគារណាមួយនោះជាយោបល់ល្អអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាយោបល់របស់លោកជាយោបល់ល្អវានៅអាចកំបាំងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រើឃ្លានេះដើម្បីបញ្យលឲ្យយោបល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែង holding នេះជាជារ៉ាន់ Your son holding a snake is in danger យើងឃើញ holding ដូចគ្នាយើងអាចមានខមាដូចគ្នាព្រោះប្រភេទសន្តិននេះយើងតម្រូវឲ្យប្រើខមាព្រោះ your son កន្លែងហ្នឹងវាអាចថា your son who is កន្លែងនេះណាបាទដោយសារ your son ជាប្រភេទ concrete noun វាមិនមែនជាប្រភេទ abstract noun ដូចខាងលើទេកូនរបស់លោកមិនប្រែគឺការកាន់ពស់ខុសកូនរបស់លោកដែលកាន់ពស់ឬដែលកំពុងកាន់ពស់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ឬកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់កូនលោកឯងណាកូនប្រុសដែលកាន់ពស់ហ្នឹងកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយដូច្នេះយើងឃើញថាការអាពាក holding ដូចគ្នាគ្រាន់តែ holding កន្លែងនេះបែរតែរៀបចំ holding កន្លែងនេះបែរតែកាន់ប៉ុន្តែយើងឃើញថា present participle កន្លែងនេះដែលបើយើងពលាតរបស់នេះធ្វើរបស់នេះឲ្យពិសដាបានន័យថា your son who is holding អញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងកន្លែងនឹងគឺកន្លែងខុសគ្នាការបកប្រែក៏ខុសគ្នាយើងមើលមកគូទៀត The teacher's statementdenouncing a teacher's dismissal was released yesterday ហើយការបកប្រែអត្តបទកសែតក្តីបើយើងមិនឆ្លៀសមិនយល់ចំណុចនេះគឺពិតជាបកប្រែច្រឡោកច្រឡំហើយក្នុងទីនេះជារ៉ាន់ដោយសារយើងឃើញ statement នេះហើយ denouncing កន្លែងនេះរហូតដល់ dismissal ជាប្រភេទជារ៉ាន់ fresh សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺថ្កោលទោសដល់ការបណ្ដេញគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះត្រូវបានចេញការពីម្សិលមិញបើយើងនិយាយត្រឹមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គ្រូបង្រៀនត្រូវបានចេញការពីម្សិលមិញក៏បានប៉ុន្តែវានៅអាចកំបាំងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការឃ្លាមួយពន្យល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អីអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គ្រូបង្រៀនគឺថ្កោលទោសគេយើងឃើញយើងបកប្រែគឺទេបាទគឺថ្កោលទោសការបណ្ដេញគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះត្រូវបាទគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះត្រូវបានចេញការពីម្សិលមិញចំណែកលេខ4បាទចំណុច4គូគ្នា The teacher's niece cooking the meal is very pretty
អ្វីដែលខុសគ្នាគឺកន្លែងណៅនៅពីមុខនេះក្មួយស្រីរបស់លោកគ្រូដែលមែនទេក្មួយស្រីរបស់លោកគ្រូដែលកំពុងចំអិនអាហារនោះស្អាតណាស់អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះមិនមែនក្មួយស្រីរបស់លោកគ្រូគឺការចំអិនអាហារមិនត្រូវបាទអញ្ចឹងមនុស្សអ្នកធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹង the teacher's niece who is ដូច្នេះខាងលើជាជារ៉ាន់ខាងក្រោមនេះជា present participle ចំណុចដែលយើងអាចបែងចែកខុសគ្នាយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះយើងចូលទៅការប្រើលេខ11បានមួយចំណុចទៀតចុះបាទចំណុចនេះរឹតតែសំខាន់ដែរពីព្រោះថាបងប្អូនដែលត្រូវការសរសេរ topic សរសេរជាប្រធានបទអីណាមានបងប្អូនខ្លះលោកអត់សូវយល់វាយាករលោកចេះតែសរសេរបានហើយតែសរសេរជា infinitive អីចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មែនទែនលេខ11នេះគេនិយាយអំពីជឿរ៉ាន់ប្រើនៅក្នុង absolute phrase គេថា absolute ជឿរ៉ាន់យើងមិនប្រែថាម៉េចទេ absolute ជឿរ៉ាន់នេះយើងមើលនិយមន័យរបស់វា it's used absolute កន្លែងនេះខ្វះ absolutely បាទបាទថ្ងៃនេះជូនការប្រើប្រាស់លេខ11មួយទៀតគឺ absolute ជឿរ៉ាន់absolute ជឿរ៉ាន់នេះបើយើងប្រែក៏បានហៅថា absolute ជឿរ៉ាន់ឯករាជ្យស្នាប់អត់បានទេយើងហៅ absolute ជឿរ៉ាន់អញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលវិញរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបាទ absolute government absolute ជឿរ៉ាន់គេសំដៅទៅលើប្រភេទជឿរ៉ាន់ដែលប្រើនៅក្នុងការសរសេរជាប្រធានបទអញ្ចឹងបានគេដាក់ថា it's used absolutely for the topics មានន័យថាជឿរ៉ាន់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឯករាជ្យសម្រាប់សរសេរជាប្រធានបទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងការយើងសរសេរប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលយើងផ្ដើមដោយកិរិយាសព្ទណាកិរិយាសព្ទត្រូវសរសេរជាជឿរ៉ាន់ឧទាហរណ៍ថា living alone ការរស់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាជា topic មួយដែលត្រូវឡើងបកស្រាយហើយវាមាន advantage អ្វីខ្លះវាមាន disadvantage មិនខ្លះវាមានអត្ថប្រយោជន៍មិនខ្លះគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណា using drugs ប្រធានបទមួយគឺការសេពគ្រឿងញៀនចុះបើយើងទៅសេ use drugs អានឹងវាចូលនៅក្នុងលបះបកបវិញណាចូលប្រើគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការប្រើជឿរ៉ាន់សម្រាប់សរសេរប្រធានបទដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹង imperative sentence yeah cutting down trees ប្រធានបទស្ដីអំពីការកាប់ឈើឬការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបើយើងដាក់ថា cut down trees អានឹងវាទៅប្រកបវិញថាចូលកាប់ដើមឈើអញ្ចឹងបងប្អូនដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹង going shopping ការដើរទិញអីវ៉ាន់ combating corruption ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះជាប្រធានបទ learning foreign languages ការសិក្សាភាសាបរទេសជាដើមសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចសរសេរប្រធានបទត្រូវចាប់ពីពេលនេះតទៅមូលហេតុដែលយើងសរសេរជឿរ៉ាន់ក្រំបីកំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងប្រភេទ infinitive ដែលប្រើប្រាស់បកបជាឧទាហរណ៍ថា cut down trees ចូលកាប់ដើមឈើទៅអានោះទៅប្រើគេកាប់វិញមិនមែនប្រធានបទទេដូច្នេះដោយយោងទៅតាមពេលវេលាមានកំណត់យើងមិនអាចជួបគ្នាដល់ចប់ជឿរ៉ាន់ទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនៅវីដេអូក្រោយមួយវីដេអូទៀតយើងនឹងបញ្ចប់ជឿរ៉ាន់ហើយយើងធ្វើតេស្តសាកល្បងមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូច្នេះនៅក្នុងការជួបបងប្អូនសិក្សា grammar ក្នុងរយៈកាលប៉ុណ្ណេះមានការខ្វះខាតលើលោះដោយកាយវិការមិនសមរម្យមិនត្រូវអធិស្ឋានឬក៏កំហុសបច្ចេកទេសយ៉ាងណានៅក្នុងការបញ្យលមេរៀននេះសូមបងប្អូនខន្តីអធិស្ឋានជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់បន្ថែមក៏ដូចជាតម្រុយមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិក្សាតាមសិភៅសិក្សាតាមវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀននៅក្នុងការជាវជាសិភៅតាក់ទងតាម page របស់ EFK Academy ឬក៏ comment ក្រោមវីដេអូនេះអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទច័ន្ទប៊ុនណាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាករនិងបកប្រែកាសែតនៅ EFK Academy សូមជម្រាបលាបាទ